Hi, xin chào anh em. Rồi hôm nay em cũng có về thêm ít hàng Milky, hàng siêu lướt cho anh em. Ở bên này thì mình đang có cầm đây là 2767, máy siêu đẹp, siêu lướt cho anh em. Giá cũng khá là tốt. Body này hiện tại giá nó cũng chỉ có 2.8 triệu cho một body thôi. Đây mình sẽ test cho anh em xem. Đó. Máy đầy đủ chức năng. Auto à. Con này thì dành cho những anh em nào mà chuyên làm xe, anh em rã máy đồ á, ví dụ anh em làm xe cuốc, xe cày đồ á, hoặc là những anh em làm xe ô tô ví dụ ô tô lớn 7 chỗ, xe 1,5 tấn 2,5 tấn đồ á, thì anh em sử dụng con này. Đó, lực của con này thì 1898 newton, máy pin sạc cũng rẻ hơn, nó 4 triệu hơn thôi là anh em có một máy một pin một sạc rồi. Máy lướt pin 5A sạc mới luôn nha, pin 5A với lại sạc mới, pin mới sạc mới, chỉ có máy lướt thôi. Rồi thì ở bên này mình có đây nữa, 2864, con này siêu mới luôn anh em. Đó anh em nhìn này, chưa có một vết xước luôn, con này mới về thêm ha. Nói chung máy con này thì dành cho những anh em chuyên đi làm lưu động ở trong nội thành nữa, những anh em mà mở những cái máy hay là chuyên những anh em làm nhà tiền chế thì anh em sẽ sử dụng con này để mở quán ốc. Rồi ở bên này thì ví dụ anh em làm xe lớn hơn, lưu động nè, nhà tiền chế, ốc lớn hơn, hoặc là những anh em làm điện gió thì anh em sử dụng con này. Đó, con này thì nó là một inch nha, một inch, lực của con này đó là 2400. Rồi ở bên này thì mình có một inch cốt dài, con này thì chuyên dành cho những anh em lưu động nè, anh em mở xe công nè, con này lực của nó là 2700, siêu khủng luôn. Rồi mình sẽ test cho anh em xem ha. Trước tiên mình sẽ test 2864 đầu 3400 cho anh em. Chưa? Đó. Con này thì nó có cái quen cây, anh em có thể kết nối qua điện thoại ha, chỉnh lực và anh em có thể định vị ở trên điện thoại được luôn. Rồi tiếp theo con một in này, hôm nay toàn là hàng khủng cho anh em nhưng mà giá khá là tốt anh em ha. Đó, anh em mua hàng lưới thì giá nó sẽ rẻ hơn anh em mua hàng mới ha. Nói chung năm nay kinh tế nó eo hẹp thì anh em sắm hàng này thì nói chung là ok rồi, có để anh em xài. Rồi tiếp theo mình lên con một inch cho anh em, một inch đầu to này ha. Đó, con này là khủng rồi này, những anh em nào mà làm xe lớn á. Em thấy đã không? Con này nếu mà hàng mới á, giá nó gần 20 triệu cho một cái body này, thì hàng lướt này mình bán cho anh em với giá cũng chỉ có hơn một nửa tí thôi. Quá đã anh em. Đó, pin sạc anh em nào cần thì anh em cứ liên hệ mình, có pin có sạc cho anh em luôn. Pin 12A, con này 12A chơi nó có phê được anh em. Rồi, ở bên này mình có cưa gỗ nè. Cưa gỗ, anh em thấy không? Hàng đều không? Cưa gỗ, mã của con cưa gỗ đó là 2732-20. Con này thì sử dụng đường kính lưỡi đó là 184, lưỡi này là lưỡi thông dụng nha anh em, anh em có thể mua ở bất kỳ cửa hàng điện nước nào. Lắp vào test thử cho anh em phát nha. Đó, đó, anh em muốn xài anh em kéo cái lẫy này xuống nha, quá trời em luôn. Đó, có đầy đủ nè, anh em có thể sử dụng cái này để căn chỉnh độ sâu của lưỡi nè, rồi cắt góc nghiêng nè. Đó, chỗ này anh em có thể chỉnh cắt góc nghiêng nè. Rồi bên này anh em có thể chỉnh là độ sâu của lưỡi nè, được ha, chỉnh độ sâu của lưỡi ở đây. Đó, anh em có thể mở độ sâu của lưỡi. Ok. Rồi, ở bên này mình có tỉa hàng rào ha. Đây, tỉa hàng rào M18. Test cho anh em xem luôn. Con tỉa hàng rào này thì cái đường kính của lam cắt này thì nó rơi còn khoảng là 4 tấc nha. 4 tấc anh em ha.
Đây mình sẽ test cho anh em xem. Test đây. Thì con tỉa hàng rào. Rồi đây là có cưa xích nè, cưa xích tay cục nè. Đó. Siêu khỏe luôn. Đó. Riêng hai con này thì dành cho những anh em nào mà chuyên đi về mảng cây xanh nè, anh em làm biệt thự nè, hoặc là những khu dân cư á, mà người ta không muốn có tiếng ồn á, thì anh em sử dụng máy pin thay cho máy xăng thì những con này sử dụng rất là ok. Nói chung là hoạt động ngang ngửa với máy xăng về cái công suất và lực nha, nó ngang ngửa máy xăng luôn anh em. Đó thì anh em sử dụng con này, những anh em nào mà chuyên mảng cây xanh anh em có thể sắm con này đi, chúng ta có thể tỉa hoặc là cưa đó để dọn cành. Rồi hoặc là những anh em nhà có vườn thì anh em có thể sử dụng con này, hoặc là nhà anh em có cây kiểng đồ, đặc biệt những anh em mà xài cây kiểng, nhà có cây kiểng mà hoa giấy đồ, anh em tỉa thì anh em sử dụng con này tỉa rất là ok. Rồi ok, anh em nào quan tâm thêm thì anh em liên hệ nha.